Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau? Có lẽ khán giả yêu thơ sẽ nhận ra tác giả của câu nói đó. 10 năm trôi qua kể từ ngày tập thơ đầu tiên ra mắt mang tên Đi qua thương nhớ, cũng là 10 mùa Giáng sinh mà nhà thơ Nguyễn Phong Việt, hiện tượng thơ Việt Nam, đều đặn ra mắt thơ để dành tặng khán giả. Và đúng hẹn Giáng sinh năm nay, anh trình làng tập thơ mới mang tựa đề Đã đi qua thương nhớ. Và nhà thơ Nguyễn Phong Việt đã có những chia sẻ về tập thơ này cùng với Chuyện trưa 12 giờ. Đã đi qua thương nhớ. Mỗi con người đến trong cuộc đời đều có một mục đích lớn lao, sống vì mình hoặc sống vì những con người nào đó. Cuộc đời chọn chúng ta làm cái cây hay chỉ là ngọn gió. Một vài người may mắn hơn là ngọn đèn sáng tỏ giúp soi lối chỉ đường. Nên thở ra một hơi thở nữa thôi, rồi sống một cuộc đời mình cần. Xin được chào mừng nhà thơ Nguyễn Phong Việt đến với Chuyện trưa ngày hôm nay ạ. Xin chào Thanh Tâm và xin chào khán giả của Chuyện trưa ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ một chút về cái tập thơ mới ra mắt của anh Việt, đó là Đã đi qua thương nhớ ạ. Và tại sao lại là Đã đi qua thương nhớ ạ? Vào mùa Giáng sinh năm 2012 thì Việt đã có cái tập thơ đầu tiên của mình và tựa của nó là Đi qua thương nhớ. Và tại sao bây giờ nó là một cái chữ đẻ thêm vào sau 10 năm? Thì Việt nghĩ thực ra tất yếu thôi, chính bản thân mình cũng đã có những cái tháng ngày mình dằn vặt, đau đớn, tuyệt vọng với những cái cảm xúc khi mà mình gặp những cái biến cố về tình cảm trong cuộc đời của mình. Nhưng rồi sau 10 năm thì Việt nghĩ là cho tới ngày hôm nay, thật ra là mình nhìn lại những cái hành trình mà mình đã đi qua, đặc biệt là những biến cố mà mình từng đối diện, thì Việt nghĩ là cái chữ đẻ này nó đúng với mình và nó cũng đúng với tất cả rất nhiều những người khác, là hoặc là chúng ta đã đi qua nó rồi, hoặc là chúng ta đã chấp nhận nó như một cái phần tất yếu của cuộc đời này và bắt chúng ta phải đối diện với nó. Và như rất nhiều những tập thơ trước đó mà Việt đã từng viết, thì thực ra là ở đâu đó trong tập thơ nó có những cái giá trị về gia đình, giá trị về cuộc sống. Và những cái câu chuyện mà bên trong nội tâm mình, cái trải nghiệm của cái tôi của mình. Nhưng mà cái phần lớn, cái mảng mà Việt muốn kể cho mọi người nghe nhiều nhất, nó vẫn là tình yêu. Tuy nhiên, cái tình yêu của Đã đi qua thương nhớ, thì Việt nghĩ cái hình ảnh, cái thông điệp chính mà lớn nhất của nó, có lẽ nó là cái tình yêu mà dành cho bản thân mình. Tức là mình đã từng có những cái ngày mà mình yêu rất là cuồng điên với một ai đó, nhưng nếu con người kia không đến thì mình vẫn có thể biết cách để vui với điều mình đang có. Mình không chờ đợi một món quà người khác mang đến, mà mình có thể tự tạo ra những món quà cho chính bản thân của mình. Qua cái quá trình mà em theo dõi trang cá nhân của anh thì thấy rất là nhiều độc giả đã tương tác với nhà thơ rất là nhiều và chia sẻ những câu chuyện của họ. Phải chăng đó cũng là một trong những chất liệu để anh có thể làm nên những tập thơ mới là Đã đi qua thương nhớ? Thật ra chính bản thân của mình, trước hết mình đã là một nhà tâm lý cho những vết thương của mình rồi. Nhưng rồi may mắn hơn nữa là khi mình kể những câu chuyện đó xuống, thì những độc giả của mình họ cũng tìm thấy được cái sự đồng điệu và sự đồng cảm. Và việc ở trong cái góc độ của mình cũng đã cố gắng đưa ra những cái chia sẻ, những cái tư vấn, những cái hồi đáp để giúp cho mọi người có thể bình tâm hơn. Thì việc nói với tất cả những cái người mà họ đang trải qua những điều đó là thật ra đây là cái năm tháng, đây là thời khắc mà bạn cảm giác là tình yêu là thứ duy nhất có trong cuộc đời của bạn. Nhưng tin mình đi, có thể 6 tháng, có thể 1 năm, hoặc là đôi khi nó dài hơn một xíu, một vài 3 năm nữa, bạn sẽ thấy là thì ra cuộc sống mình nó còn rất nhiều những điều giá trị hơn. Và tình yêu của con người với con người thiệt ra nó chỉ là một cái phần rất nhỏ để tạo nên, để định hình nên con người mình trong cuộc đời này. Là Nguyễn Phong Việt hiện nay là làm rất là nhiều công việc khác nhau. Anh là một người rất là nổi tiếng trên mạng xã hội này, rồi làm nhà báo, làm PR, marketing nữa. Như vậy thì thời gian đâu mà anh dành cho thơ? Không biết là anh viết lúc nào? Ngày xưa khi mà mình bắt đầu viết những bài thơ đầu tiên trong cái tập thơ đầu tiên Đi qua thương nhớ, lúc đó mình nghĩ là vì mình có cảm xúc thì mình viết xuống thôi. Nhưng mà sau cái hành trình 10 năm trở thành một tác giả viết sách á, thì Việt nhận ra là mình có một cái sứ mệnh. Mặc dù cái sứ mệnh nó chỉ là một sứ mệnh nho nhỏ thôi, nó không có hề quá lớn lao, nó không về quá vĩ đại. Và cái sứ mệnh đó nó đặt vào trong mình, nó giống như là một cái giếng. Và những cái mạch nước ngầm trong cái cuộc sống á, nó chảy vào trong cái lòng giếng đó. Và cứ mỗi lần mà Việt viết nên cái cuốn sách á,
thì mình sẽ dốc cạn cái nước trong cái lòng giếng đó để mình đặt vào trang sách. Nhưng mà rồi sau đó là khoảng nửa tháng, một tháng, hai tháng thì nước từ những cái mạch ngầm nó lại đổ vào cái lòng giếng đó, và cái lòng giếng đó nó lại đầy nước lên. Cho tới một ngày mình nhận ra được là mình sẽ không bao giờ hết những cái cảm xúc này được. Rất là cảm ơn anh Nguyễn Phong Việt với những cái chia sẻ rất là thú vị, và xin được chúc cho anh sẽ luôn nuôi dưỡng được những cái cảm xúc đó để mà chân cất nó, để mà trong một cái thời gian không xa nữa độc giả sẽ lại được tiếp tục được đọc và được cảm nhận những cái cảm xúc mới của Nguyễn Phong Việt. Cảm ơn Thanh Tân và cảm ơn khán giả của Chuyện Trưa 12 giờ. Còn bây giờ xin mời quý vị khán giả quay trở lại với phim trường chính của Chuyện Trưa 12 giờ với những thông tin tiếp theo.